ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội bây giờ đang tồn tại tình trạng là những công viên xuống cấp. Và không khó để thấy hình ảnh của những công viên như vậy ngay tại những công viên như là công viên Thống Nhất, công viên Hồ Điều Hòa Mai Dịch hay là công viên Việt Hưng. Vâng, từng được đầu tư hàng chục hay là đến cả trăm tỷ đồng để xây dựng. Thế nhưng giờ đây thì nhiều công trình, công viên trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp, mất an toàn. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên tại một số công viên trên địa bàn thủ đô. Công viên Thống Nhất, một số cổng phụ đã phải khóa chặt và kèm thêm tấm biển này. Dù nhà ở ngay đối diện với một cổng công viên, nhưng ngày nào ông Cương cũng phải đi vòng để vào bằng cổng khác. Chú ngay bên kia được. Thế từ khi đóng cái cửa này đâm ra là lại phải đi mất gần cây số mới vào trong đây được. Lần cải tạo, sửa chữa lớn gần đây nhất của công viên Thống Nhất là vào năm 2010, tức là đã hơn chục năm. Nhiều hạ tầng cũng đã bị bỏ hoang, nhưng nhà hàng rộng 400m² này từ 5 năm nay đã trở thành một nơi nguy hiểm khi mảnh kính vương vãi khắp nơi. Còn khu vui chơi cũng đã dừng hoạt động từ lâu do các thiết bị đã hỏng hóc, xuống cấp nghiêm trọng. Hàng năm thì công ty có cái nguồn vốn duy tu duy trì, tuy nhiên là cái nguồn vốn này nó cũng chưa đủ để mà cải tạo nâng cấp. Đương nhiên là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái khả năng phục vụ của công viên. Được coi là lá phổi xanh của thành phố, công viên Bách Thảo giờ cũng nhếch nhác. Tản bộ trong công viên không phải dễ dàng. Con trẻ em cũng phải dũng cảm lắm mới dám leo lên chiếc cầu trượt này. Tôi thấy cái công viên này nó bộ như là hoang phế đấy. Tuy là có người là trồng cây trồng cỏ nhưng mà đường xá rồi các cái thứ nó không được cải thiện. Ngày một xuống cấp mà cái thành phố lớn như thế này thì cần có những cái công viên để cho người dân đến là vui chơi giải trí. Này thì trong cái thời gian tới theo cái chương trình 03 của thành ủy và cái kế hoạch 332 của ủy ban nhân dân thành phố, cải tạo công viên Thống Nhất, công viên Bách Thảo, vườn thú Thủ Lệ ở mức độ 1. Tôi nghĩ là sau khi cái dự án này được hoàn thành và đưa vào sử dụng thì công viên sẽ có một cái bộ mặt mới. Không gian công cộng và cây xanh là nhu cầu tất yếu của mỗi người dân đô thị. Vì vậy, để nâng cao chất lượng sống cho người dân, Hà Nội sẽ ưu tiên nâng cấp, cải tạo 3 công viên Thống Nhất, Bách Thảo, Thủ Lệ. Thành phố cũng sẽ chỉnh trang 42 công viên, vườn hoa khác, đồng thời hoàn thành xây dựng 6 công viên mới trong thời gian tới.